Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Tổng giám đốc của Vietjet Air là một nữ doanh nhân bản lĩnh trên thương trường. Bà thường xuyên góp mặt trong danh sách những tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Bà là nữ tỷ phú duy nhất của Đông Nam Á và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong các bảng xếp hạng những tỷ phú hàng đầu thế giới hay danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bên cạnh là một doanh nhân thành công và giàu có, bà cũng là một người mẹ tâm lý trong gia đình. Ở một diễn đàn của Forbes, bà chia sẻ: "Cuối tuần em đi xem phim với con lớn, em tắm và bế ẵm con bé." Điều này cho thấy, bà dù bận rộn với công việc nhưng không quên thiên chức làm mẹ và vẫn dành quỹ thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để gần gũi và làm bạn với con. Bà chia sẻ: "Với cậu con trai lớn, tôi với con trai như bạn, cùng đi xem phim, cà phê. Tôi để con phát triển một cách tự nhiên, theo sở trường và đam mê chứ không hề ép buộc. Bạn ấy học ở Anh, tự thi vào khoa quản lý kinh tế của Đại học Oxford rất khó." Bà còn chia sẻ thêm: "Bạn ấy học ở trường phổ thông nội trú Anh, vẫn học tiếng Việt online với thầy Việt Nam, nhắn tin cho mẹ bằng tiếng Việt có dấu. Bạn thi vào khoa quản lý kinh tế của Đại học Oxford với bài luận mở đầu bằng câu: Mẹ tôi là một hình mẫu để tôi mong muốn phấn đấu noi theo." Bà cảm thấy may mắn khi con tự lập và học giỏi. Bà không hề có tư tưởng ép buộc con phải nối nghiệp gia đình mà chỉ chia sẻ nếu con kế nghiệp được thì tốt. Để tạo thói quen làm việc và giúp con có cơ hội quan sát, học hỏi từ thực tiễn, bà Thảo thường đưa con đi làm cùng vào cuối tuần. Bà cũng xem đây là một cơ hội để được gần con trong điều kiện làm việc bận rộn của mình. Người phụ nữ quyền lực trên thương trường đã trực tiếp làm gương và uốn nắn cho con một cách tự nhiên, không cứng nhắc hay gượng ép. Vì vừa đảm bảo chức vụ lãnh đạo, vẫn vừa là một người mẹ, không ít lần bà phải đứng giữa sự lựa chọn, giữa công việc và tình cảm riêng tư. Có lần bà chia sẻ: "Sáng nay đưa con đến trường, bé cứ nằng nặc, năn nỉ, kéo tay muốn mẹ dẫn vào lớp. Ngặt cái tôi có cuộc họp lúc 8:30, nếu mùi lòng đưa con vào lớp thì lại muộn họp, thế là lại để con đi một mình, mặc dù trái tim rất muốn đi cùng con. Rộng hơn về cá tính, tôi thích sự riêng tư cho cá nhân mình, nhưng công việc lãnh đạo của doanh nghiệp đã biến mình thành người của tập thể, của công chúng. Phải luôn ý thức tinh thần gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chia sẻ trong cán bộ công nhân viên, và mình buộc phải hy sinh sự riêng tư, sở thích của mình." Vì khối lượng công việc khổng lồ, bà Thảo không thể chiều theo mọi ý thích của con, nhưng bà luôn cố gắng sắp xếp thời gian để về ăn tối cùng con, đôi khi vào bếp nấu ăn. Đặc biệt, có một thói quen khó bỏ của bà chính là cứ đến 8 giờ tối sau khi để con đi ngủ thì bà trò chuyện cùng với bố mẹ rồi mới tiếp tục làm việc. Có lợi thế về điều kiện kinh tế, nhưng trên hết là nhờ sự giáo dục của mẹ. Chàng thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng không phụ tấm lòng của mẹ. Dù vẫn đang học tập, nhưng cậu đã là người đồng sáng lập của Swift247, một startup công nghệ cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng không siêu tốc. Từ câu chuyện dạy con của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, chúng ta rút ra 3 bài học từ người mẹ, có thể coi là thành công trên cả thương trường lẫn trong việc dạy con cái. Trái ngược với những sai lầm của những bậc phụ huynh giàu có trong việc giáo dục con mà chúng tôi đã chia sẻ trong video Nỗi khổ của con nhà giàu, cho anh chị nào có quan tâm, chúng tôi đã để link bài chia sẻ trong phần mô tả bên dưới. Quay trở lại bài ngày hôm nay, bài học đầu tiên chúng ta có thể rút ra từ cách dạy con của bà Thảo là: thứ nhất, làm bạn để thấu hiểu con. Bà cùng con đi cà phê, xem phim, nấu ăn và tắm cho con. Bà lắng nghe, tôn trọng sở thích và quyết định của con để con được lựa chọn và phát triển theo đam mê chứ không hề ép buộc con. Đây có thể coi là một tư tưởng rất thoáng với một doanh nhân đã xây dựng được một cơ ngơi lớn.
Khác với nhiều phụ huynh trong các gia đình, xây dựng được một công việc kinh doanh và muốn cố ép con kế nghiệp dù đó không phải là đam mê và sở trường của con. Thứ hai, tạo điều kiện cho con phát triển năng lực tự thân. Bà Thảo chọn dẫn con đến nơi làm việc của mình để con có cơ hội quan sát và học hỏi từ thực tiễn thay vì tư tưởng, con vua thì lại làm vua. Đây còn là sự dạy dỗ thông minh của bà khi kết hợp được việc vừa có thể gần con, vừa có thể dạy con trong quá trình làm việc của bản thân. Thứ ba, tự mình làm gương cho con noi theo. Bà dù thương con nhưng không nuông chiều con. Bà không đáp ứng tất cả các nguyện vọng của con nhưng luôn biết cách bù đắp đúng lúc. Bà ý thức được việc mình là một người mẹ nhưng cũng là một nhà lãnh đạo, là người của công chúng. Do vậy, hành động của bà có sự nghiêm khắc, kỷ luật nhưng vẫn luôn ẩn chứa yêu thương. Những đứa trẻ sẽ quan sát lời nói và hành động của cha mẹ, chúng có thể học theo một cách chủ động hoặc vô ý. Như con trai lớn của bà Thảo, cậu bé đã quan sát mẹ và coi mẹ trở thành một hình mẫu để phấn đấu và noi theo. Như cô nói trong cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Tình yêu thương dành cho con cái là một bộ môn khoa học và là cả một nghệ thuật. Tình yêu ấy cần phải có ý nghĩa, có giá trị và có thành tựu. Và tình yêu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dành cho con rõ ràng đã thể hiện được điều đó. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.